Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà làm clip nấu một nồi lẩu kim chi siêu cay khổng lồ các cháu ạ. Cuộc đời bà gần 60 nồi bánh chưng rồi, nhưng chưa bao giờ bà nấu một nồi lẩu kim chi to như thế này các cháu ạ.